bữa nó đi là mình mấy nó không có bị gì cho bây giờ, cái, cổ, cái cổ, cổ, nó bị dấu tài bóp cổ ôi trời đi. ơi sao mình biết được cái dấu tay bóp cổ chứ lúc đi, đi lúc, 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 lúc đi đúng không lúc đâu có gì đâu anh lúc, lúc đi mà mình nó không có bị, không cái có bị gì, gì đâu. Chăng? vậy là cái người phụ nữ đó chừng khoảng bao nhiêu tuổi dành con gái nhà mình đi không biết không biết <laughs> bữa không nghe, nghe điện nói chuyện điện thoại với nó là nói cứ người đàn bà nói là sao không đi ngồi, ngủ đi mà nói chuyện hoài ừ. đó thì nó cũng có quay qua cái tôn nhà nhà tôn nhà tôn nó quay vòng vòng quay lẹo mình không có thấy gõ cái mặt rồi, hay cái hai cái lưng thôi người ừ. hiếp đi lắm lúc trước cũng có làm cũng cũng xuống gỗ đó người ta, người ta còn ăn hiếp nữa bây giờ mấy cái ta... số thôi đó chị thấy không giờ ông ty không có được con cái mà không được ăn học đi ra ngoài đời ngoài đường là thua thiệt rất nhiều người đúng chưa dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị nhá hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì dạ em tên bùi hiệp bích tiết còn tôi là nguyễn ngọc trang anh chị là là vợ chồng anh chị quê ở đâu em ở tài vinh anh... ở trà vinh dạ hôm tôi... nay anh còn tôi ở quê ở đồng tháp Lắp giò ừ. Ôi bây giờ là chị tuyết là lấy chồng là về ở nhà chồng đúng không dạ dạ là ở đồng tháp đúng không dạ hiện tại thì vợ chồng mình đang sinh sống ở đâu dạ ở bún anh chợ bún đi bán số chợ bún bình dương á hả dạ, dạ là hai anh chị đang lập nghiệp ở chợ bún bình dương dạ, dạ là chị làm công việc gì là anh đi bán vé số còn anh trai còn tôi đi làm hồ anh làm hồ ha hôm nay vợ chồng anh chị về đây nhờ giúp đỡ gì đây dạ con em nó bị người ta dụ đi đó anh ơi nó đi bán số mà bị người ta dụ đi mà nay nó, nó, bữa đi hồi năm tới bây giờ đó, điện không có được bị người ta chặn gọi hết trơn không có điện được nó bé nhiêu tuổi rồi dạ sinh 2006 2006 bé bỏ đi cụ thể là ngày nào là bữa thứ năm nó vừa thứ năm nó nè thứ thứ ba vậy là bé 18 tuổi rồi hả? Đấy nó cầm nó không có biết nói đâu, mình Ô, đâu có biết nó đúng. ở chỗ nào đâu, để vậy. chỉ nó nói là ở nó đi với xe của người ta chở nó là chín bảy thôi chứ không có biết, để nó không biết nói như mình đâu có biết được đâu. Vậy là bé bị cầm bé có bị điếc không? Thì có cái nó nghe cái nó không anh? À, dạ. Nhưng mà thường thường em được biết là thường thường là câm hay đi với điếc đúng không ạ? Nhưng ừ. mà bé nhà mình vẫn 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 nghe ừ. được hả? Nghe, dạ, có nghe tiếng được nghe tiếng không? Chứ không ừ. phải là tiếng nó biết cha mẹ hết trơn cái này là hỏi nó là nó đi với cha mẹ, mẹ cha. Là phải ừ. là người đó là có mẹ cha chở đi đó. Ừ. Dạ. Một người đàn bà với mình Sao mình biết được? ai vì thường thường ở nhà ở nhà ở nhà, khóa sớm gì vậy nó cũng nói là ai cỡ tuổi cha với mẹ nó là, mẹ, cha, cha không à? mẹ không cha, mẹ cha không à ủa vậy hả dạ ra đường cũng gọi vậy luôn ông à. lỗi, bà cũng nội bà nội ví, dụ, ví dụ, mẹ cha luôn dụ mẹ cha thôi nó không có biết là ông bà hay là cô chú không biết nó cô nó hay gì là mẹ không à mẹ cha hay mẹ cha không à con nhà mình là đi bán vé số thường thường là dạ. đi với chị hả đi bán vé số cho bún không á nó bán vòng vòng cho bún mà hai mẹ con có đi chung không không nó đi bán nhất tối á như bán ngoại sáu bây giờ bảy tám giờ nó về. Còn chị em đi bán dòng thì... dặn mình nhâm mà dắt sáng thôi. Tối là con đi bán. Dạ. Trước kia thì con đã từng bị thất lạc như vậy chưa? Chưa 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 nào nó đi như vậy hết trơn á. Mới đầu tiên á. Sao sao hai mẹ con mình không đi chung? Tại nó bé nhất tối không em đâu có bé nhất tối làm bé nhất sáng không anh ờ. À. Không cho xong cho bé bán cùng ban ngày với chị luôn. Thì 7. nó bán hết sớm nó về sớm. Nó bán ừ. cái kiểu. Nó bán con trăm mấy hả? À. Bán cái tối coi. Bán, bán chút xíu 700, à. 7 giờ hơn 7 giờ nó đi. À về nó về thôi. rồi. Nó hết sớm nó về rồi. Nó bán con trăm mấy tờ à. Vậy lần này đi thì bị người người ta dụ đi. Bị người ta dụ. Dạ. Mình 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 có thấy được không hay là mình Không có thấy mà cái gì nè, sáng hỏi nó con đi chợ hôm nó không là trước khi em 7 giờ quá là em đi chợ đó. Là nó kêu nó đi chợ nó không Lại đó là mình, em đi chợ nhà nó đi mất tiêu em không biết, có sẵn trưa một giờ đi qua kia nó ăn cơm lại đi nào cũng không biết luôn nữa à, điện chẳng chặn cội cõi hết trơn không có điện được cái gì luôn không có điện được số nào không có điện được luôn mình có hỏi thăm vòng vòng đó hết chưa không là cái chừng hỏi nó nó điện về là nó, nó chỉ zalo về có một bữa là ngày chủ nhật đó, là nó điện về là nó nói vài tiếng thôi mình nói thôi con về đi con mà đó nó cũng chẳng khóc mình khóc theo nó nó cũng khóc là cái chừng nó, nó chịu xíu nó bé bay, bay nó không đồ chẳng có cõi luôn À. đà tiếng nó cũng có người đàn bà ở trong cái chỗ nó ở nữa người đàn bà ở trong đó ở dạ mà nó quay lẹo á mình không có thấy gọi thấy cái lưng thôi mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa lúc đó, đầu đó là em cũng có báo rồi con bị đi cũng có nói rồi, rồi dạ vậy từ bữa tới giờ là mình đi tìm con ở đâu rồi đi cũng chạy cũng tầm lâm lâu dần thì đó. cũng đi kiếm hết cho ngày giờ nó nó bữa ừ. chủ nhật nó nói như vậy nó ở hôm nó về quê nó quê là 97 bảy nên thấy quê lại thôi chín á 97 hả? Bốn số xe, xe 97 hả? Dạ, bốn số xe 97 ấy, nó có người thì chở nó chúng xe 97 á Vậy hả? Dạ Nhà mình là có một đứa con thôi hả? Dạ, con đứa Hai vợ chồng anh chị chắc là còn trẻ mà đúng không? Đúng ừ. Nhưng mà sao mình không cho con đi học? Tại vì nó khổ quá Khổ lắm hả? Dạ, không biết thể... Cho anh là khổ quá anh ơi Có đứa con mà cũng cũng không, không không, lo được luôn hả? Thật luôn hả? Dạ, nhưng mà nó khổ quá Anh hả? làm 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 hồ hả? Mà mình dạo này giờ làm hồ nhưng mà mình... từ lúc ăn Tết giờ thất nghiệp không có này bán số cũng chậm lắm anh ơi Bán số là ngày thường thường chị bán được bao nhiêu? Dạ có 200 tờ rồi. 200 tờ Dạ Đấy. giờ chưa có hết nữa đó Cái số sáng giờ mà giờ chưa hết nữa <laughs> Là canh thủ gì bán ghét vô đây gặp anh Hải 200 tờ là được 200 ngàn hả? Dạ Đúng có không? 200 ngàn thôi Mà chưa có hết ừ. Bác này bán chậm Con, thấy cũng... con gái mình bị 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 cầm nó như vậy là lâu chưa? Dạ lúc hồi nhỏ tới giờ anh bẩm ơi. sinh hả? Dạ hồi nhỏ tới giờ luôn biết đi đẫm đẫm là nó chưa biết đi cha mẹ, từ à. lớn, lớn lên thì chỉ cha mẹ thôi chỉ có cha mẹ thôi. Dạ trước kia thì mình đã từng cho con mình cấp sách tới trường lần nào? Dạ chưa? Dạ chưa từ nhỏ lớn giờ chưa luôn. Ô, trời đất ơi gỡ ông nội bà nội không nhận, người ta bắt ừ. đi cắt lúa rồi em không có phải ẩm. Trời ơi luôn. hai vợ chồng trẻ mà có đứa con mà sao mà kỳ thấy thương bé quá. à mình 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 thật sự đến mức mà mình không cho thể cho con đi học được luôn hả? Chưa thật khổ quá anh rồi. Nhưng bây giờ hết khổ chưa? Dời, giờ giờ con nó như vậy rồi làm sao giờ thì cũng đỡ đỡ thì con nó bị vậy. Em em biết làm sao? Thế tội nghiệp bé em thì em thương bé thôi tại vì chính giờ vì em cũng muốn con con em về thôi. Biết thôi, không? không gì chính rồi. vì cái sự mà bé nó không biết cái gì ấy, nhưng mà đi ra đường ví bị, bị người khác người ta dụ dỗ như vậy đó đúng không? khổ lắm. Bây giờ là anh chị đang sợ nhất là con mình gặp điều gì nè? Em sợ anh đã bán đi qua cho mình chỗ khác anh ơi. Sợ không? Em sợ Điện chị... không được nó. Chị có điều gì chị muốn nói chuyện với con chị trên video này không? Em muốn kêu nó về hoài à. Chị mà nói đi, kêu, về. kêu đi. Kêu nó về con mà nó 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 không không hoài à. Thì bây giờ video này chị tâm sự với con đi. Con về đi con, con về với mẹ đi con. mình nhớ con lắm đó con. Con về đi con rồi ba kìa, ba tâm sự với con đi kìa cha cha cũng mong con về cha cũng thương con nhiều lắm cha uh, mẹ ta... đâu có la con đâu con cha đâu có la con gì đâu thì uh, miễn thương cha mẹ thì quay về với cha mẹ cha mẹ ở nhà đang mong chờ con vậy bây giờ là cái tương lai của bé là mình tính hướng nghiệp cho bé là cái gì rồi hay là vẫn tiếp tục bán cái số theo thì, mẹ chỉ, chỉ còn em với bé số thôi chứ giờ lông vô công ty làm là phải có mẹ heo nó ăn ừ. tăng hiếp đi lắm lúc trước cũng có làm cũng cũng xuống gỗ đó người ta, người ta mà. còn ăn hiếp nữa Bây giờ mấy số thôi Đó, chị thấy không? Giờ ông Tây không có được Con cái mà không được ăn học đi ra ngoài đời ngoài đường là thua thiệt rất nhiều người Đúng chưa? Khổ thế chứ lại Giờ là không biết bé nó bị bị người ta dụ đưa đi đâu rồi đây nè Thì đi bữa năm tới giờ đó anh Thứ năm hả? Dạ thứ năm, hồi nay thứ ba đi, đó Bữa nó đi là trong nhà nó Thứ năm tuần trước đúng không? À, thứ dạ thứ năm Tuần trước á à. ừ. Tuần trước anh... trong mấy tuần này Năm tuần trước bữa nó đi là mình mấy nó không có bị gì cho bây giờ, cái cổ, cái cổ, cổ nó bị dấu tay bóp cổ tầm ôi trời ra. ơi sao mình biết được cái dấu tay bóp cổ chứ Mẹ. lúc Hòa đi đúng không lúc, lúc đi đâu có gì đâu anh lúc đi mà mình không có bị, không cái có bị gì, gì đâu vậy là cái người phụ nữ đó chừng khoảng bao nhiêu tuổi dành con gái nhà mình đi không biết không <laughs> yeah, biết không, không, bữa không nghe, nghe, nghe điện nói chuyện điện thoại với nó là nói cứ người đàn bà nói là sao không đi ngồi, ngủ đi mà nói chuyện hoài đó thì nó cũng có quay qua cái tôn nhà nhà tôn nhà tôn nó quay vòng vòng quay lẹo mình không có thấy gõ cái mặt rồi, với cái hai cái lưng rồi. thôi có ở đó có đàn ông không thì nó nói là cha mẹ là hai người đó chở đi á có thể tới giờ phút này là con nhà mình gặp những cái điều không hay rồi đặc biệt con nhà mình là con gái em sợ rằng tới Đây giờ là phút lúc này là nó này đang khóc nè nó nó chụp gỡ hình qua đó đang khóc đúng không dạ, cổ là chảy đó. xước đúng không chứ đi là đâu cổ đâu có bình thường bây giờ là điện đi thoại đâu. là cúp nguồn luôn hay như thế nào rồi Zalo gì điện thoại gì, gì thì bao hết luôn rồi, rồi, không cho điện nữa. Nó biết con nhà mình gọi về nhà nó chặn rồi. khổ thế thế này. Mà nó không suy nghĩ là bây giờ nó thấy nó không cho con tôi cầm cái gì. Quanh vùng là khu chợ bún đúng không? Thường thường con mình là chỉ ở chợ bún. Dạ 4, nó bán ở vòng chợ bún thôi. Cái hôm cái hai người cái người đàn bà đã chở đi thì mình có biết được cái biển số xe không? thì con gái em nó nói là nó nó nhắn tin qua là số xe 97 là Thực... in in chở gì nè là chiếc xe máy á ừ, 97 nó làm như thì, vậy đó. số 97 biết được số đầu hay số đuôi đây rồi còn mấy số kia sao mình xác minh được chỉ biết à... hai con nó nhớ không biết hai con nó thôi 97 ừ, thôi hai con nó thì hơi bó tay rồi Thôi để anh em cố gắng hết sức để đăng tải cái video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để xem là bà con cô bác ở tùy từng khu vực và đặc biệt khu vực chỗ búng thì nếu mà có phát hiện được cho con nhà mình để báo tin cho anh em để anh em tới đưa bé về thôi gia đình nhà mình cố gắng thôi nhưng mà con về mình phải nên có cách có hướng con đã nó đã khờ cũng như là nó đã bị như vậy rồi thì mình phải cho đi bán kèm cặp một là đi với mẹ chứ đừng cho đi riêng đi riêng bây giờ kiếm thêm được vài đồng một cái cùng bị người ta lừa này thì bởi vậy lý do là nó đi bán mình anh đó rồi bị người ta dụ là nó thì nó nó nó, nó, nó ham tiền đó. gặp người ta nói đi làm chỗ này có tiền nhiều nhiều hơn mấy ừ. số khỏe hơn nhiều ở trong mát nữa thì đương nhiên là nó phải nghe lời người ta vậy không trách nó được nó còn bé mà đặc biệt nó có được đến trường đi học đâu mà trách nó đó. được bây giờ mà trong khi đó là ở nhà đi mỗi lần về mà ăn cơm chung á thì cha mẹ cũng cũng dạy bảo con nói thôi con ừ. ơi, ở nhà làm như ăn như đừng bao giờ cái coi điện thoại mà nghe lời những trang mạng xã hội nó nói ờ ừ, làm chỗ này tiền nhiều làm chút cái tiền nhiều bây giờ như này đó. nếu mà anh em mà tìm được bé về á mẹ cho đi bán cùng đi mẹ đâu không con cho đó. đi bán luôn á nếu mà được là không luôn cho luôn. đi bán nữa đúng ở vậy. nhà chỉ nấu cơm thôi vậy đó. thì càng tốt à, ở nhà mì tài vụ nữa. Dạ. ở nhà mình lắp cái camera ở nhà đi phòng trọ đúng không dạ. mình lắp cái camera ở nhà mình lâu lâu mình mở camera lên thấy con có ở nhà hay không về mình giải thích cho con tuyên truyền cho con bé nó cũng đâu có được như người ta đâu chứ à, con cái nó mình con mình nó khờ vậy à, mỗi lần mà ăn cơm trong gia đình ấy, thì lúc nào cũng nói ngồi qua ngồi chơi với nhau rồi cũng nói nói con ơi giờ cứ làm đừng cứ nghe lời người ta ở ngoài đời ở ngoài xã hội này là ma quỷ không đó ừ. đừng có nghe lời người ta dụ nói ngon nói ngọt mình đi theo nghe lời người ta là mình chết bản thân mình đó con ừ. à, thì ở nhà với cha mẹ làm như ăn nhiêu khổ thế chứ lại bây giờ có đứa con mà đặc biệt là giờ nay như thế này nè. rồi gia đình nhà mình cứ cố gắng đi anh em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình dạ, dạ. giúp đỡ hoàn toàn miễn phí dạ. dạ thưa cô chú anh chị thì tiếp tục tới giờ phút này Thật sự mà nói với cô chú chị thì cái thời điểm này là buổi trưa rất là nắng dạ. Anh em đội ịp sĩ Nguyễn thái Hải vẫn phải ngồi đây để mà ghi hình cùng với cha mẹ Thật sự thì nắng trăng trang luôn cô chú anh chị Nhưng mà cái ca này cũng là ca cuối cùng của ngày hôm nay rồi Tại em, em, em đi bán nghi số quá rồi là không kịp giờ dạ. Là anh dạ Không sao chị không sao Rất mong rằng cái video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị Xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ người thanh hải sẽ tìm thấy được cái tin tức của bé để giúp bé quay trở về một cách an toàn nhất rất mong là tất cả cô chú anh chị yeah. nếu có thấy được bé ở đâu à, như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về số của đội hiệp sĩ người thanh hải 0913 chín một ba để anh em đội hiệp sĩ người thanh hải đưa bé quay trở về một cách an toàn nhất thì hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người thanh hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng dạ, xã hội cảm ơn với anh với mục đích chính là tìm con anh chị có đồng ý cho anh em đăng tải video này dạ, không ý đoạn đoạn dạ ý đồng ý anh ơi khi mà con về thì anh chị mình phải phải có cái cách cái biện pháp khác nha. Dạ. Vâng, vâng. Tại vì bé nó không được như như, như như những đứa trẻ khác. Em thấy con nhà mình là thì thòi đấy. Nhưng mà mình đừng có lấy lý do là mình khổ hay này thế kia để mình 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 mình. Nha. Dạ vâng, dạ vâng. dạ. Chứ không phải là mình cứ lấy lý do mình có đứa con mình lấy lý do là mình khổ mình nghèo mình không cho nó đi học. Cái đó là là là, là không được. Bởi vì cha mẹ đẻ con ra phải có trách nhiệm với con. Vâng, vâng. nhá mình có thể ăn thiếu ăn thốn, không có để ăn nhưng mà mình phải cho con học để có tương lai, bây giờ thấy không nó không biết chữ, nó đi ra ngoài đời bị người ta gạt, ta lừa thấy không, tội nghiệp nó không, nha rồi cố gắng nha, dạ, rồi chào dạ. hai vợ chồng nha dạ.